xin chào các bạn à, trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ dạy các bạn hai cách nói mà trong giao tiếp người nhật thường xuyên sử dụng trong sách vở hay là trên trường học các thầy cô giáo sẽ không dạy các bạn điều này tuy nhiên nó vô cùng quan trọng vì thế sau khi hiểu được vấn đề của nội dung trong clip ngày hôm nay thì các bạn nhớ đem ra sử dụng để nói chuẩn hơn và giống người nhật hơn nhé về vấn đề thứ nhất đó là trong giao tiếp họ thường sử dụng động từ dạng vt y nhiều hơn là dạng nai. Bởi vì sao? Bởi vì cái hành động đó tuy rằng tôi không làm nhưng mà nó đang và sẽ tiếp tục xảy ra nên là nó thường xuyên được chia ở dạng VT này. Trong giao tiếp VT này thì họ sẽ nói ngắn hơn, họ bỏ chữ y đi và chỉ còn lại là VT nai. VT nai. Ví dụ như thế này nhá. À, mày không học à đúng không? Thay vì nói rằng là à, kia Sinai no Benkyo Sinai no Thì chúng ta sẽ chia sang Dạng tê này thì sẽ là là Benkyo Sinai si no Benkyo này no Ok Thêm một ví dụ nữa nhé Ví dụ là Từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa ăn cơm à, Từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì cả Đúng không? Thì chúng ta sẽ nói rằng là Asakara Nani mo tabete nai Đói quá Harahetta Harahetta Dựa vào đó thì chúng ta có thể chia các động từ khác ra như là nete nai, nete inai. Hay là, nai hay là souji shite -ho nai, là mà mara yonde nai. Kami wa mara kitte nai yo. Kami. Kiranakya. Kiranakya. Có hai động từ đặc biệt đó là động từ shiru tức là biết và động từ wakaru tức là hiểu. À, hai động từ này thì ít được chia sang dạng te nai mà nó thường được giữ nguyên ở dạng nai tức là Shiranai và wakaranai hay là wakanai à, về vấn đề thứ hai ừ, à, trong giao tiếp nếu mà bạn nào sang nhật rồi ạ thì à, trong những cuộc hội thoại hàng ngày á các bạn sẽ gặp những cái tình huống như thế này ví dụ là một tt hay là chốt tổ mắt te-te hay là hanas te đúng không à, rất là đơn giản thôi à, nó chỉ là được chia sang ở thể tiếp diễn tức là chốt tội mắt TIT thì họ sẽ bỏ chữ Y đi hay là một TIT tức là bỏ chữ Y đi cầm cái này đi OK mốt tt hay là chốt tội mắt tt chào một chút hay là Hanashi TIT tức là Hanashi các bạn hiểu được nội dung của bài học ngày hôm nay rồi chứ nhớ đem nó ra sử dụng thường xuyên nhé Bye bye và hẹn gặp lại